Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, kết quả từ báo cáo mới vừa công bố của Oxford Economics, công ty tư vấn độc lập hàng đầu trên thế giới, Việt Nam hiện xếp thứ 2 trên 10 quốc gia về kỳ vọng phục hồi kinh tế ngành nông nghiệp thực phẩm, chỉ sau Singapore. Theo đó, thì Việt Nam đã ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tương đối sớm và giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Đồng thời, ngành nông nghiệp thực phẩm của chúng ta vẫn có khả năng chống chịu trong đại dịch, đạt mức tăng trưởng là 4% vào năm 2020, tương đương mức đóng góp tăng 3,7 tỷ đô la Mỹ vào GDP của toàn quốc. Trước đại dịch, ngành nông nghiệp thực phẩm Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn cho nền kinh tế quốc gia. Năm 2019, ngành này đã đóng góp 86,4 tỷ đô la Mỹ vào GDP. Hiện ngành này cũng đang cung cấp 27,5 triệu việc làm, chiếm một nửa lực lượng lao động trên cả nước và là nguồn tạo việc làm quan trọng nhất trong nền kinh tế. Ngoài ra, ngành nông nghiệp thực phẩm cũng đóng góp tổng cộng 13,2 tỷ đô la Mỹ vào thu nhập thuế của Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam đã ký được nhiều hiệp định thương mại tự do với EU, Anh, RCEP, mở ra quy mô tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp thực phẩm của những thị trường này rất lớn. Điều này buộc ngành nông nghiệp thực phẩm, các doanh nghiệp sản xuất phải chú trọng các yêu cầu về logistics, an toàn thực phẩm, chất lượng thực phẩm. Bên cạnh đó, khả năng gắn kết của các chủ thể trong việc tiêu thụ và xuất khẩu nông sản thực phẩm từ sản xuất đầu vào, chế biến, tổ chức tiêu thụ, xuất khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được các bên liên quan đặc biệt chú trọng. Dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến vô cùng phức tạp ở trên thế giới. Các hoạt động xuất khẩu ngày càng trở nên khó khăn do các quốc gia liên tục đưa ra các biện pháp quyết liệt để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm từ hoạt động vận chuyển. Các doanh nghiệp kinh doanh, các mặt hàng nông sản chủ lực như là chè hay là cà phê hay là các ngành hàng thủ công mỹ nghệ như gốm, sứ cũng bị thiệt hại nặng nề do đối tác hạn chế hoạt động nhập khẩu. Công ty cổ phần chè Hà Thái là một trong những đơn vị xuất khẩu chè lớn của tỉnh Thái Nguyên. Năm 2020, trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, doanh thu của công ty này đã sụt giảm 2/3 từ 300 tỷ đồng năm 2019 xuống còn 100 tỷ đồng năm 2020. Rất cần có sự hỗ trợ của các cấp ngành ở trung ương địa phương để cho chúng tôi có một cái phương pháp nào đấy để cầm cự được. Sau những cái dịch COVID này, chúng tôi lại có đủ khả năng để chúng tôi đứng vững trên các cái thị trường. Không chỉ khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp chè có đơn hàng xuất khẩu cũng khó cạnh tranh vì giá cước vận tải tăng cao gấp đôi. Vận tải quá đắt. Thành thử những có những doanh nghiệp họ không thể xuất khẩu được, bởi vì nếu bán hàng đấy thì cái chi phí vận tải cao hơn cái chi phí cái giá chè, tiền chè. Trong khi đó, với ngành hàng gốm sứ, các đơn vị kinh doanh cũng sụt giảm tới 80% đơn hàng từ nước ngoài. Trước những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, các doanh nghiệp buộc phải tìm cách thích nghi, hướng tới thị trường tiêu dùng nội địa hoặc phải cắt giảm nhân sự để hạn chế tối đa tổn thất về kinh tế. Trước đây tôi làm 80% xuất khẩu, 20% nội địa, nhưng bây giờ là 80% nội địa, còn 20% xuất khẩu, bởi vì trong 2 năm nay thì những cái đơn hàng mà trước đây đã làm thì nó cũng bị giảm thiểu rất nhiều do dịch bệnh. Cái công xưởng của mình, cơ sở hạ tầng của mình nó cũng không được lớn mạnh, nó không được to như là một cái nhà máy. Thành ra mình phải chọn những cái đối tác mang tính nghệ thuật, đó là những trang trí nội thất, khách sạn hoặc là resort. Cái trong một cái thời gian mà chúng ta sản xuất cứ quay cuồng theo một cái hệ thống, một cái nhịp sản xuất, thì cái Covid vừa qua thì cũng cho chúng ta có một chút chậm lại và suy nghĩ lại. Thì chính vì cái đó chúng tôi mới nghĩ ra là một cái thị trường trong nước là một thị trường rất lớn. Trước những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, các doanh nghiệp buộc phải tìm cách thích nghi, hướng tới thị trường tiêu dùng nội địa hoặc phải cắt giảm nhân sự để hạn chế tối đa tổn thất về kinh tế. Trong khi các doanh nghiệp đang loay hoay trước bài toán là làm gì để gia tăng lượng hàng hóa trong bối cảnh là xuất khẩu bị hạn chế, hoặc là tìm kiếm đối tác mới, thì thương mại điện tử đang mở ra bài toán cho xuất khẩu. Theo ước tính của Amazon, chỉ tính riêng thương mại điện tử tại Mỹ đã tăng 44% từ 598 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019 lên tới là 861 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020. Do đó, đây là thị trường đầy tiềm năng với các doanh nghiệp Việt Nam. Và để hiểu rõ hơn về câu chuyện này, mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Cà phê Việt, gạo Việt giờ đây không còn là những nông sản xa lạ với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Không chỉ thông qua kênh bán hàng truyền thống, những thương hiệu cà phê lớn hay gạo hữu cơ mang thương hiệu Việt đã dần chinh phục thị trường toàn cầu thông qua kênh thương mại điện tử Amazon.
Amazon thực sự là một thị trường kinh doanh phát triển đầy tiềm năng và rất là quan trọng đối với doanh nghiệp Việt để làm sao chúng ta có thể xúc tiến xuất khẩu và cùng nhau quảng bá nâng cao vị thế thương hiệu Việt Nam trên toàn cầu. Không chỉ các mặt hàng nông sản chinh phục thị trường tiêu dùng quốc tế, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ da hay các mặt hàng thời trang may mặc mang thương hiệu Việt cũng rất được ưa chuộng trên các trang thương mại điện tử quốc tế. Dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, những sản phẩm này vẫn xuất khẩu ổn định. Thậm chí, số lượng đơn hàng tăng gấp nhiều lần so với trước. Một mặt chúng tôi cung cấp sản phẩm chất lượng cao và độc đáo cho thị trường trên toàn thế giới. Và mặt khác thì chúng tôi tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn và tạo ra nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương. Chúng tôi bắt đầu bán hàng trên Amazon vào năm 2013. Qua nghiên cứu thì chúng tôi thấy được là thị trường ở nước ngoài của chúng tôi lớn hơn rất nhiều so với thị trường ở Việt Nam. Mới đây, để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm đối tác mới, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội tổ chức kết nối doanh nghiệp Việt với các sàn thương mại điện tử quốc tế. Với doanh thu thương mại điện tử B2C, tức là doanh nghiệp hướng tới người tiêu dùng toàn cầu năm 2023, dự kiến đạt 2.883 tỷ đô la Mỹ. Thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ là kênh vô cùng hiệu quả cho doanh nghiệp mở rộng thị trường, đồng thời giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng truyền thống đang bị đứt đoạn hoặc đình trệ do ảnh hưởng bởi COVID-19. Theo số liệu của Amazon Global Selling Việt Nam, hiện đã có hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam bán hàng qua kênh thương mại điện tử này. Doanh thu năm 2020 đã vượt mốc là 1 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 3 lần so với năm 2019. Để hiểu rõ hơn về thương mại điện tử quốc tế cũng như là doanh nghiệp Việt, cần phải làm gì để giải bài toán kinh tế trong bối cảnh mới? Phóng viên Nông nghiệp 24 giờ đã có cuộc trao đổi với bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương. Trước hết thì xin được cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay của VTC16. Vâng, có thể thấy rằng là trong bối cảnh hiện nay thì thương mại điện tử đang mở ra rất nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những cái doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp như là cà phê, chè, hồ tiêu hay là các cái mặt hàng thủ công mỹ nghệ hoặc là đồ gỗ, đồ trang trí. Vậy thì liệu rằng là thương mại điện tử sẽ mở ra những cái cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt trong thời gian tới ạ? Trong bối cảnh COVID-19 thì chúng ta thấy rằng đang mở ra những cái cơ hội trước đây chưa có với lại những mặt hàng khác. Ví dụ những cái mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, ví dụ như là hàng thực phẩm, ví dụ như là những cái hàng nông sản, là những cái mặt hàng mà trước đây thật ra người ta cũng không nghĩ nhiều đến thương mại điện tử, nhưng mà qua dịch COVID-19 thì thấy là một cái lượng bùng nổ rất là lớn về cái khối lượng những cái giao dịch trực tuyến với những cái mặt hàng như là thực phẩm, thức ăn, hàng gia dụng thiết yếu, hàng tiêu dùng hàng ngày, và nếu mà xa hơn nữa là kể cả những mặt hàng nông sản. Vâng, về phía cơ quan nhà nước thì chúng ta cũng sẽ có những cái hỗ trợ như thế nào cho các doanh nghiệp Việt để họ có thể có những cái bước chuẩn bị để tham gia được tốt vào cái thị trường này? Thông qua chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia và những cái hoạt động trong khuôn khổ của kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 thì Bộ Công Thương và các đơn vị trong bộ, cụ thể nhất là Cục Thương mại Điện tử, thì sẽ triển khai nhiều những cái hoạt động và những cái dự án cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp có thể thực hiện quá trình chuyển đổi số. Chúng tôi có những chương trình về đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể học hỏi được những kỹ năng để kinh doanh trên môi trường trực tuyến. Chúng tôi cũng giúp họ kết nối được với lại những cái sàn, những cái nền tảng thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước để giúp họ có thể đưa được cái thương hiệu của mình lên trên những cái sàn thương mại điện tử uy tín của trong nước cũng như là khu vực, và thông qua đó thì tìm kiếm được những cái khách hàng tiềm năng. Và chúng tôi mong muốn là thông qua đó mở được những cái gian hàng là gian hàng quốc gia của Việt Nam, để thông qua gian hàng đó chúng tôi giới thiệu đến với lại những thị trường quốc tế những cái mặt hàng mà có cái thương hiệu đã được khẳng định. Vâng, thưa bà, vậy thì để tham gia vào thị trường thương mại điện tử quốc tế thì các doanh nghiệp Việt cũng cần phải chuẩn bị những cái điều kiện như thế nào để có thể tham gia được vào thị trường này? Và cái mà doanh nghiệp cần làm đó là phải chủ động nắm bắt và khai thác những kỹ năng đã được trang bị. Và doanh nghiệp cũng không nên quá bị động, bởi vì kể cả khi được hỗ trợ bởi nhà nước cũng như là bởi những cái sàn thương mại điện tử thì cái phần rất là lớn vẫn là nằm ở doanh nghiệp. Đây là một cái việc rất là nghiêm túc và đòi hỏi cái sự đầu tư cả về con người, cả về thời gian, cả về công sức, chưa nói là có thể là một ít kinh phí của doanh nghiệp để có thể tìm hiểu và khai thác được những công cụ số đã được trang bị. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà.